Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay bên Huấn Audio mới cập bến dòng Nelby 450 của BMC, dòng nhập khẩu 100% China nhé. Mình mới về số lượng anh để ý này, khá là nhiều. 150 đôi chỗ này. 150 đôi anh em đấy, không phải là 1-2 đôi đâu, này rất là nhiều. Đó. 150 đôi. Với giá thành rất là rẻ mà anh em thấy đây, rẻ nhưng chất lượng thì vẫn là rất đỉnh cao luôn. Mình sẽ test nhạc cho anh em mình nghe tí nữa nhá. Trước khi giới thiệu bên trong này, xem nội thất này, một cái coi mâm nhựa nhá, mâm nhựa này, à, tiếng này nó đục nước gạo này này, đỉnh cao chưa? Anh em thợ nhìn phát đã yêu ngay. Và cái dây côn ở đây là dây nhôm nhá, dây nhôm. À, cối nhựa nhưng viền đồng, cối nhựa viền đồng. Nelby đường kính kẹp từ là 8,5 cm, kẹp từ 8,5 cm. Và cái chân ốc của nó là chân ngang là 7. À, khi nói xin ngang là 5 và chéo là khoảng hơn 7 một tí. Ngang 5 nhá, xin báo lại là ngang 5 và chéo 7. Đường kính kẹp từ là 8,5 cm. Đó, một cái con dòng BMC chất lượng và giá thành sẽ rất là rẻ cho anh em mình chơi dòng Nelby. Mình sẽ mời anh em mình nghe nhá. Đây, test thử con này này. Mình kê cái này hướng lên cho anh em mình thấy nó đổ về hướng này. Rất là tuyệt vời và rất là hay anh em nhé. Đó, một dòng Nelby mà sở hữu côn nhựa chất lượng. Với giá thành bán cho một đôi là 900.000 đồng. Mình sẽ bao ship toàn quốc và tặng kèm anh em mình bích nối này, hai bích nối và hai tụ hai chở khi mua một đôi củ này. Và mình vẫn tặng kèm cả cái ốc nhá, để anh em mình kết nối với cái bích này. Đó, cho nó anh em về không phải đi kiếm phải mua gì cả, tặng kèm hết. Giá là 900.000 đồng một đôi củ không. Và anh em là lấy số lượng một thùng thì giá rẻ hơn rất nhiều nhé. Rất nhiều. Anh em nào quan tâm điện thoại trực tiếp cho mình qua số máy 0904612323 để mình tư vấn và mua bán. Chào anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh hộ mình nha.